Năm học mới đã bắt đầu tại Bỉ với một quy định, đó là cấm học sinh sử dụng điện thoại di động tại trường học. Vi phạm sẽ bị tịch thu điện thoại và chỉ có phụ huynh mới có thể tới trường để xin lại. Phóng sự của nhà phóng viên truyền Việt Nam từ Bỉ. Việc đầu tiên khi tới trường là cất điện thoại vào tủ đồ cá nhân. Lệnh cấm áp dụng triệt để, kể cả trong giờ ra chơi cũng không được lấy điện thoại ra xem. Tai nghe, đồng hồ thông minh và mọi thiết bị có thể kết nối cũng bị cấm Quy định nêu rõ là có hiệu lực từ cấp mẫu giáo cho tới hết bậc trung học, nhưng dĩ nhiên là liên quan chủ yếu tới nhóm học sinh trên 10 tuổi và nhất là học sinh trung học. Cũng có lúc thấy bồn chồn như khi phải đợi ai đó trả lời, nhưng một ngày không có thì cũng không vấn đề. Thực ra trong trường cũng không cần điện thoại, càng đỡ mất tập trung. Tranh cãi về cấm hay không cấm đã hầu như kết thúc kể từ vụ việc hồi năm ngoái. Một giáo viên bị quay lén trong lớp học và clip tung lên mạng xã hội. Đó là giọt nước tràn ly. Từ lâu giáo viên vẫn ức chế khi thầy nói cứ nói, trò cứ cắm mặt vào điện thoại. Phần lớn giáo viên muốn có một biện pháp nhất quán và tổng thể. Trước đây trường cấm trường không, Bây giờ một lệnh cấm từ bộ sẽ giúp học sinh tập trung vào việc học, cũng như giảm hành vi bắt nạt trên không gian mạng. Một nghiên cứu tại Bỉ cho thấy có liên hệ rõ ràng giữa sử dụng điện thoại di động trong trường và hành vi bắt nạt cũng như mâu thuẫn giữa các học sinh trên mạng xã hội. Khi nhắn tin qua lại, học sinh không ngại văng ra những lời lẽ phũ phàng thô bạo. Còn khi không có điện thoại, học sinh nói chuyện trực tiếp với nhau nhiều hơn và khi mắt đối mặt thì dĩ nhiên ngôn từ cũng phải tiết chế ôn hòa hơn on indique à l'enfant que le GSM doit être utilisé dans un contexte bien particulier. Chúng tôi muốn học sinh chỉ dùng điện thoại trong một bối cảnh cụ thể. Giáo viên đang lên lớp vẫn có quyền cho phép học sinh dùng di động để tìm dữ liệu chẳng hạn. Tức là trong trường vẫn có thể dùng điện thoại nhưng chỉ duy nhất cho mục đích học tập mà thôi. Quand on est à l'école, on se concentre sur ses apprentissages cấm điện thoại trong trường còn để rèn cho học sinh không lệ thuộc vào điện thoại trong mọi việc. Lệ thuộc kể cả khi chẳng có việc gì cần đến điện thoại cả. Rèn thói quen, nói chuyện với ai thì tập trung vào người đó, chứ không có kiểu vừa nói chuyện lại vừa liếc vào thậm chí vuốt vuốt màn hình.